Tâm An xin trân trọng giới thiệu bài viết Hồn Hoang trên Pháp Trường Cát Hoàng Hôn của cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Tô Văn Cấp, cựu sinh viên sĩ quan khóa 19 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chiều 28 tháng 3, 1975, trong khi Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1, đang họp với các tướng Lâm Quang Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương, tướng Điền, Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh, tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, tướng Khánh Không quân, Phó Đề đốc Thoại Hải quân, tại Bộ Tư lệnh Hải quân ở Tiên Sa, thì việc cộng pháo kích vào những địa điểm trọng yếu của thành phố Đà Nẵng, địa điểm bị nặng nhất là Tiên Sa. Nơi đây, một số trực thăng của các vị tướng đến họp bị hư. Sau đó, thì Trung tướng Ngô Quang Trưởng đến nghỉ đêm tại Trung tâm Hành quân Thủy quân Lục chiến trong căn cứ Non Nước. Lúc 6 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 3 1975, có hai tàu hải quân và đón thủy quân lục chiến tại bãi biển Non Nước, nên Trung tướng trưởng cùng Đại tá Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, lên một trong hai chiếc tàu này. Chúng tôi ở trung tâm hành quân thì được vớt lên chiếc tàu thứ hai. Nhìn thoáng qua mặt biển, người ta thấy nhiều chấm đen đang nhấp nhô theo làn sóng. Nhưng nếu nhìn kỹ, họ mới thấy những đốm đen đó là đầu người nhấp nhô hụp lặn dưới nước. Nếu không được kéo lên tàu, thì chỉ trong chốc lát là họ chết vì nước. Tôi là một trong những đốm đen này, nhưng may mắn nắm được sợi dây từ trên tàu quăng xuống, rồi được kéo lên. Khi lên tàu rồi, tôi nhìn xuống mới thấy có quá nhiều anh em đã chết, nổi lềnh bềnh từ gần sườn tàu, rồi trôi dạt ra xa. Vì nước biển mặn nên vừa chết đã nổi ngay. Khi mọi người đang tìm đủ mọi phương tiện bơi ra tàu, thì việc cọc pháo kích lên bãi biển mù trời. Nhiều đạn pháo kích nổ tung nước lên gần tàu, nên hải quân vội vàng lui ra khơi. Trong khi đó, thì những anh em ở trên bờ hứng chịu pháo kích và tuyệt vọng nhìn con tàu lui ra khơi. Tôi xin nói thêm về trường hợp mất tích của Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369 và Trung tá Đỗ Hữu Tùng, Lữ đoàn phó trên bãi biển này. Lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 1975, hai anh Phúc, Tùng và Trần Văn Hợp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, còn đứng nói chuyện với tôi trước cửa trung tâm hành quân. Trong khi đó, thì Trung tướng trưởng đang ngồi trong hầm khi có hai tàu hải quân vào đón. Vì tôi làm việc ở trung tâm hành quân nên đi bơi trước, còn hai anh thì chờ thằng Chín. Lữ đoàn 369 gồm các tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 9, thì tiểu đoàn 2 của Trần Văn Hợp và tiểu đoàn 6 của Lê Bá Bình đã về đến căn cứ Non Nước, nhưng tiểu đoàn 9 của Lâm Tài Thành còn ở xa và đang di chuyển về, nên hai anh Phúc và Tùng ngồi lại ở bờ biển để chờ tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến. Hai anh phải hứng chịu pháo kích và bị mất tích. Khi còn sinh thời, Đại tá Nguyễn Năng Bảo, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 258 kể lại rằng, khi ông đi ra tàu thì thấy hai anh Phúc và Tùng còn ngồi trên bờ. Anh Bảo hỏi anh Phúc sao chưa lên, thì hai anh nói là còn chờ thằng Chiến. Trưởng ban 3 của tiểu đoàn 9 là Đại úy Đoàn Văn Tịnh, hiện ở Georgia, đã viết trong hồi ký về cuộc lui quân rằng, đang lúc liên lạc vô tuyến với hai anh Phúc, Tùng để nhận lệnh, thì nghe một tiếng nổ lớn, dội vào ô bạc lơ của máy C-25 và mất liên lạc ngay với hai anh. Từ những việc tôi nghe và thấy, từ nhân chứng là anh Bảo và Tịnh, và sự việc tiếng nổ trùng vào lúc việc cọc pháo kích lên bờ biển, thì tôi nghĩ hai anh đã... Nhưng vì không chứng kiến tận mắt, nên tôi chỉ có thể nói là Trung tá Nguyễn Xuân Phúc và Đỗ Hữu Tùng mất tích khi đang chờ thuộc cấp ở bãi biển Non Nước. Nếu ai không chứng kiến tận mắt,
không có những sự kiện cụ thể thì chớ nên suy diễn rằng hai anh đã bay đi trước. Tôi đã chiến đấu với Quyền An Phúc từ khi anh còn là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 2, rồi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, và sau này, tôi tin chắc anh sẽ là một trong những cấp chỉ huy và lãnh đạo lý tưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được phục vụ dưới quyền các anh thì dẫu có thác cũng không hối hận. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có những cấp chỉ huy như các anh thì không có những oan hồn, những hồn hoang trong chiều hoàng hôn trên pháp trường cát Thuận An. Sau khi thủy quân lục chiến Cao Xuân Huy lên tàu, nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh yêu cầu tôi lên Hồn Việt TV để anh phỏng vấn về tác giả và tác phẩm Tháng Ba Gãy Súng. Trước ống kính, tôi nói với Mạnh Trinh rằng Cao Xuân Huy viết đúng nhưng chưa đủ, phải thêm vài cuốn gãy súng của những thủy quân lục chiến khác nữa mới thấy hết cái bi thương và lý do gây nên thảm cảnh đó. Trong chương trình Huynh đệ chi binh của nhà văn Huy Phương trên SVTN nói về việc đồng bào thôn An Dương, Thuận An, Huế đã cải táng nắm mồ tập thể 132 quân nhân tử trận trên bãi biển Thuận An vào những ngày cuối tháng 3 1975, anh đã phỏng vấn tôi một số chi tiết liên quan đến Thuận An. Buổi nói chuyện của anh và tôi đã được phổ biến trên TV SVTN khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và gây xúc động cho nhiều người, nhất là những gia đình có chồng, con, anh em còn mất tích trên bãi biển Thuận An, nên quý vị đó đã gọi điện thoại cho tôi yêu cầu nói rõ thêm về cuộc rút quân của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Thời gian của mỗi buổi nói chuyện chỉ trong vòng 20 phút, trong khi muốn hiểu rõ đầu đuôi thì phải cần cả ngày. Quý khán thính giả đã xem chương trình của anh Huy Phương như các anh Tô Đức Hạnh, anh Hồng Pra, anh của cố đại úy Tô Thanh Chiêu, Phan Hữu Hạnh, Wichita, Nguyễn Công Thân, Arizona, Lữ Minh Đức, San Francisco, Đỗ Văn Minh, Houston, Texas, và nhất là chị Hồng Bạch ở San Jose đã khóc ngất khi hỏi tin tức về em trai là trung sĩ thủy quân lục chiến Lâm Phi Hạnh mất tích tại Thuận An. Vì vậy, tôi xin được nói rõ thêm về những điều tôi đã nghe và thấy trong nhiệm vụ của một người trực trung tâm hành quân. Sư đoàn thủy quân lục chiến tại Noan Nước, Đà Nẵng, cũng như các bài được tham khảo từ các bài viết của các mũ xanh khác, ngoài nhà văn Cao Xuân Huy với Tháng Ba Gãy Súng đã in sách và xuất bản, còn thì mỗi người lính thủy quân lục chiến bị đẩy ra bãi cát Thuận An đều có cây súng bị gãy, nhưng mới chỉ phổ biến trong nội bộ thủy quân lục chiến mà thôi. Đó là Tháng Ba Buồn Hiu của Tiểu Cần, âm thoại viên của tư lệnh thủy quân lục chiến, Những người lính bị bỏ rơi của bác sĩ thủy quân lục chiến Phạm Vũ Bằng, Người lính sau cùng tuyến sông Bố của thiếu úy Phan Văn Đuông, Tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến từ cuộc di tản ngày 23 tháng 3 1975 của thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, Ngày tháng không quên của Tango Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến, 1 và 2 đăng trong web Thủy quân lục chiến, còn 3, 4, 5 đăng trong tuyển tập 2 Thủy quân lục chiến. Khi trích dẫn, tôi sẽ dùng những số này để rút gọn thay vì viết đầy đủ tên bài viết. Chiến đấu là có thắng, thua, mà phần quyết định thắng thua thường do khả năng chỉ huy và tài lãnh đạo của cấp chỉ huy. Viết về một chiến thắng thì quá dễ dàng, vui trong bụng và làm hài lòng những người tham dự, nhất là những cấp chỉ huy và lãnh đạo trận đánh đó. Nhưng rất dễ lãnh đạn khi viết về một chiến bại, dù cho là can trường trong chiến bại. Viết về biến cố Thuận An thì lại càng khó. Nó không chỉ là chiến bại, mà là một tan hoang. Tan hoang không hoàn toàn do địch quân, mà có phần trách nhiệm chỉ huy cao cấp của cuộc rút quân đó.
lại càng khó khi những nhân vật chỉ huy cao cấp đó còn đây, không khéo lại bị mang vạ hỗn hào, sao dám phê bình thượng cấp. Biết vậy, nhưng tôi vẫn phải viết, viết để trả lời cho những người đã khóc, đang khóc và còn khóc mãi khi thân nhân của họ là những oan hồn chưa tìm được nơi tạm trú, những hồn hoang vẫn còn lang thang trên pháp trường cát Thuận An vào những buổi hoàng hôn. Khi nghe tin sư đoàn 1 bộ binh và thủy quân lục chiến đã rút, thì thiếu tá Hoàng Trai, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện sư đoàn 1 tại Dạ Lê, mới cho trung tâm huấn luyện rút theo. Trước khi rút, ông còn dùng xe jeep chạy khắp thành phố Huế để nhìn lại quê hương một lần chót, mà không hề hấn gì, chỉ gặp một vài trái pháo rơi vãi đó đây. Áp lực địch không mạnh, tức là hậu quả thê thảm trong giai đoạn rút quân là do vị chỉ huy cao cấp và ban tham mưu không nắm vững tình hình hoặc bỏ nhiệm sở. Trong buổi nói chuyện trên SVTN, nhà văn Huy Phương hỏi tôi: nhiệm vụ của sư đoàn thủy quân lục chiến tại vùng 1, lý do rút quân và diễn tiến cuộc rút quân, những gì xảy ra trên bãi biển Thuận An, tổn thất như thế nào, có bao nhiêu thủy quân lục chiến về được Đà Nẵng. Nếu có mặt của vị chỉ huy cao cấp tại chỗ thì tình hình sẽ ra sao? Hoạt động của thủy quân lục chiến sau đó và những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Xin trả lời. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 Hà Lào năm 1971, một cuộc chiến kỳ quái thí quân, rồi sau đó tới mùa hè đỏ lửa, tái chiếm Cổ Thành đã khiến hai binh chủng nhảy dù và thủy quân lục chiến bị tiêu hao khá nặng. Binh chủng tổng trừ bị là như vậy, nhưng rồi sau đó, thượng cấp biến tổng trừ bị thành binh chủng địa phương quân và nghĩa quân của vùng 1. Đóng đồn, giữ đất, cầm chốt, đào giao thông hào, trải quân từ bờ biển vào tận dãy Trường Sơn, một trung đội trưởng còn biết sự cần thiết của lực lượng trừ bị. Vậy mà giới lãnh đạo lại không biết điều đó sao? Sau khi bang Mê Thuộc bị mất ngày 10 tháng 3 1975, thì ngày 13 tháng 3 1975, thượng cấp mới giật mình tỉnh cơn mê, thấy không có tổng trừ bị. Ngài bèn vội vàng kéo dù đang trấn thủ Đà Nẵng về Nam, để trám vào chỗ trống. Thủy quân lục chiến phải kéo lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến đang giữ đất ở Quảng Trị, Huế di chuyển vào Đà Nẵng, Thường Đức để thay thế cho dù. Chỉ còn để lại lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với phòng thủ tuyến sông Bô và bảo vệ Huế. Lực lượng thay thế hai lữ đoàn thủy quân lục chiến với 5.000 tay súng là liên đoàn 14 biệt độc quân với quân số 1.400. Bang Mê Thuộc bị mất, dù về Nam, thủy quân lục chiến xuôi vào Đà Nẵng đã ảnh hưởng rất lớn đến các lực lượng chiến đấu ở Quảng Trị, Huế. Đấy là chưa nói đến áp lực địch gia tăng và dân chúng hoảng loạn bắt đầu di tản. Việc phòng thủ Huế đã quá mong manh. Đến 14h30 ngày 24 tháng 3 1975, tại căn cứ Hải quân Thuận An, tướng tư lệnh quân đoàn 1 Tiền Phương, Lâm Quang Thi họp với tướng tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, Đại tá Hy, tham mưu trưởng quân đoàn 1 Tiền Phương, Đại tá Duệ, tỉnh trưởng Thừa Thiên, Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó thủy quân lục chiến để bàn kế hoạch rút quân. Kế hoạch đã được trình lên trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 và được chấp thuận. Khoảng 17h30, Đại tá Hy đi trực thăng đến trao công điện cầm tay cho Đại tá Nguyễn Thành Trí, ra lệnh rút quân, và Đại tá Trí ra lệnh cho các đơn vị thủy quân lục chiến thi hành vào lúc 18h. Trong phạm vi bài viết này, tôi không đề cập đến lệnh rút quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương đã được soạn thảo như thế nào, và tôi cũng không đề cập đến việc rút quân của các đơn vị bạn như Sư đoàn 1 Bộ binh, Biệt động quân, mà chỉ đề cập đến lệnh rút quân ban cho Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến mà thôi. Đại tá Nguyễn Thành Trí,
tư lệnh phó thủy quân lục chiến, kiêm tư lệnh lực lượng Tây Bắc, mà nỗ lực chính là lữ đoàn 147 đã viết trong bài Ngày tháng không quên như sau. Tướng Thi quyết định đề nghị kế hoạch rút quân khỏi Huế, lên tướng trưởng như sau: lực lượng Tây Bắc Huế do tôi chỉ huy sẽ rút về Thuận An, sau đó di chuyển về cửa Tư Hiền. Tại đây, hải quân và công binh quân đoàn 1 sẽ phối hợp thiết lập cầu phao để các cánh quân vượt sông nhanh chóng và dễ dàng. Sư đoàn 1 bộ binh do tướng Điềm chỉ huy sẽ rút theo trục quốc lộ 1 và sẽ tập trung về điểm vượt sông, song song với cánh quân thủy quân lục chiến. Sáng sớm ngày 25 tháng 3, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến báo cáo đã hoàn tất việc tập trung bên này bờ biển, cách Thuận An 9 cây số về phía đông nam. Khoảng 10 giờ 30 qua tần số không lực, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến nhận được lệnh của quân đoàn 1 tiền phương hãy chuẩn bị tại chỗ để tàu vào bốc. Kế hoạch di chuyển về cửa Tư Hiền bị hủy bỏ vì không thể thiết lập cầu phao do tình trạng an ninh và thủy triều bất lợi. Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh lực lượng Tây Bắc ra lệnh rút lúc 18 giờ ngày 24 tháng 3. Tới sáng sớm ngày 25 tháng 3, chỉ trong vòng hơn một đêm, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đã di chuyển từ tuyến sông Bố, tiểu đoàn 5 và sẵn sàng tại điểm tập trung phía nam cửa Thuận An 9 cây số, tiếp tục di chuyển về cửa Tư Hiền để vào Đà Nẵng. Đây là một cuộc hành quân lui binh rất khó khăn, nhưng lữ đoàn 147 đã hoàn tất đúng với lệnh của quân đoàn 1 tiền phương. Tuy nhiên, đến 10 giờ 30 thì kế hoạch thay đổi vì không bắt được cầu phao qua cửa Tư Hiền, nên lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến dừng quân tại chỗ để tàu hải quân vào bốc trên đèo Hải Vân. Cửa Thuận An và Tư Hiền rộng như một con sông, nối liền biển với các đầm trong đất liền. Lực lượng phòng thủ và vận chuyển tại cửa Thuận An là trách nhiệm của chiến đoàn 12 và tại cửa Tư Hiền là chiến đoàn 13 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Rút quân bằng đường bờ biển từ Huế và Đà Nẵng qua cửa Tư Hiền thì yếu tố quyết định là phải có cầu phao tại đây, hay tối thiểu phải là các tàu há mồm để chuyển quân từ bờ này sang bờ kia. Tướng tiền phương đã ra lệnh cho hải quân và công binh thi hành. Vậy mà, chỉ trong một đêm đã báo cáo kết quả là không thực hiện được. Thượng cấp ra lệnh lập cầu khi chưa cho thám sát địa thế, phương tiện chưa sẵn sàng, chưa nghiên cứu thủy triều, hay là thuộc cấp, hải quân và công binh không tuân lệnh hành quân. Điểm gây chết quân ta là ở chỗ trách nhiệm này đây. Bãi biển từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền là một hòn đảo cát, đông, tây, nam, bắc là nước. Đã ra đến đây rồi thì đường rút quân vào Đà Nẵng chỉ có duy nhất vượt qua cầu phao tại cửa Tư Hiền. Nhưng bắt cầu phao đâu phải vẽ trên giấy, kết quả là thế đấy. Nhưng thôi, không có cầu phao thì quân đoàn 1 tiền phương sẽ lệnh dừng quân tại chỗ để tàu hải quân vào đó. Thật là tuyệt diệu, vừa nhanh chóng, an toàn. Vì dưới tay quân đoàn là cả một lực lượng hải quân hùng hậu, đầy đủ tàu thuyền của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh vùng 1 Duyên Hải. Ông biết mọi đặc tính của vùng biển này như trên bàn tay. Nhưng rồi, chuyện gì xảy ra? Xin nghe đại tá tư lệnh lực lượng Tây Bắc nói. Khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 3, một hải vận hạm đến bãi bốc nhưng lại đậu cách xa bờ 200 mét. Làm sao binh sĩ lội ra được trong tình trạng sóng to gió lớn, lại còn phải đem theo thương binh và tử sĩ? Nếu có vài chiếc gian vận đỉnh để chuyển quân từ bờ ra tàu lớn thì mọi việc đã có thể giải quyết tốt đẹp, vì loại tàu gian vận đỉnh có thể vào sát bờ hơn, thấy không thể giúp gì được. Nên chiếc hải vận hàm di chuyển đi nơi khác sau khi hứa sẽ gọi tàu gian vận hàm đến để bốc quân. Từ khi ra lệnh dừng quân cho đến khi tàu hải quân đến thì phải mất gần 3 tiếng đồng hồ.
từ 10:30 đến 13:00. Đến rồi lại bỏ đi. Thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến nói về trường hợp tàu hải quân và đón như sau. Tàu đậu cách bờ 200 mét lại thêm sóng to gió lớn là một trở ngại vô cùng khó khăn. Từng toán 20 thủy quân lục chiến nắm tay nhau lội ra tàu, nhưng bị sóng đánh dạt vào bờ trông thật thê thảm. Các đơn vị cố gắng nhiều lần, nhưng đến 5 giờ chiều thì không một quân nhân nào ra đến tàu được. Đại tá Lữ đoàn trưởng gọi các tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3, 4, 5, 7 và tiểu đoàn 2 pháo binh đến họp và ra lệnh phòng thủ tại chỗ để chờ xuống tàu theo kế hoạch Alpha. Ngồi chờ tàu và đón từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tàu đến rồi tàu lại đi vì sai kế hoạch, trong khi địch quân thì có 7 tiếng đồng hồ, quá dư thời gian để bám sát đuổi theo. Khi trận đánh xảy ra, địch đã núp sẵn trên các cao điểm, hướng đủ mọi loại súng vào quân ta. Thiếu tá Nguyễn Chí Nam, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 4 và đại úy Tô Thanh Chiêu, đại đội trưởng đại đội 3 tử thương vào lúc này. Kế hoạch Alpha như thế nào và đã được thực hiện ra sao? Thiếu tá Cang viết tiếp. Tối hôm đó, tức là ngày 25 tháng 3, lữ đoàn đóng quân đợi thi hành kế hoạch Alpha, tức là xuống tàu hải quân vào lúc 12 giờ đêm. Theo thứ tự, bộ chỉ huy, lữ đoàn, tiểu đoàn 2, pháo binh. Rồi tới các tiểu đoàn 4, 3, 5 và 7. Thế rồi 12 giờ đêm đã tới, 1 giờ đã qua, rồi 3 giờ sáng, các con tàu vẫn không vào bờ. Xa xa ngoài khơi, ánh đèn các con tàu vẫn còn đó, nhưng mọi vật hình như bất động. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 26 tháng 3, mới có một chiếc Giang Vận Đỉnh vào đón thương binh và bộ chỉ huy lữ đoàn. Hành quân lui binh khó khăn gấp trăm lần hành quân tấn công. Vậy mà lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với các tiểu đoàn 3, 4, 5, 7 và tiểu đoàn 2 pháo binh đã thi hành đúng theo lệnh, dừng quân trên đảo cát để tàu hải quân vào đón. Nhưng chờ gần một ngày một đêm, 10:30 sáng ngày 25 tháng 3 đến 8 giờ sáng ngày 26 tháng 3 vẫn không có con tàu nào. Chúng vẫn bất động trước mặt, nhưng địch không bất động mà chúng đã thần tốc bám theo. Mỗi khắc giá đáng ngàn vàng thì gần 24 giờ đồng hồ. Ta đứng, địch đuổi, chuyện gì sẽ xảy ra? Địch đã dư thừa thời gian đuổi theo và tăng cường quân số, quyết tấn công lữ đoàn 147. Nên khi chiếc Giang Vận Đỉnh vào đón thương binh là chúng tấn công bằng hỏa tiễn và đại liên 12 ly 7. Đại tá lữ đoàn trưởng bị thương, thiếu tá Phạm Cang chỉ huy lữ đoàn thay thế đại tá Nguyễn Thế Lương. Nếu đêm 25 tháng 3 kế hoạch Alpha được thi hành, địch chưa đuổi kịp thì không xảy ra đại họa. Đã quá trễ khi địch đã sẵn sàng hướng súng vào tàu, vào quân ta như những tấm bia trên thềm bắn. Thiếu tá Phạm Cang, xử lý thường vụ lữ đoàn viết: nếu đêm qua kế hoạch Alpha được thi hành thì ít nhất một nửa lữ đoàn có thể thoát khỏi khu vực này để lên tàu. Nhưng không rõ vì lý do gì không thực hiện được. Khoảng 10 giờ sáng hải quân cho biết sẽ có Giang Vận Đỉnh vào đó. Tôi ra lệnh cho tiểu đoàn 4 và 3 xuống tàu theo như đã định. Nhưng khi Giang Vận Đỉnh vừa cập bến thì quân nhân các đơn vị bạn cùng dân chúng cũng nhanh chân tranh nhau xuống tàu, gây nên cảnh hỗn loạn. Vì số lượng người quá đông nên tàu mắc cạn. Vị chỉ huy tàu yêu cầu ai không phải thủy quân lục chiến thì xuống bớt tàu mới có thể ra khơi được. Nhưng ai là người chịu xuống khi biết rằng đây là cái phao cuối cùng? Tuyệt vọng, tự sát và việc cộng tác xạ vào gây thêm cảnh chết chóc cho những người chung quanh. Lời của thiếu tá Phạm Cang trên đây cũng như trung úy Cao Xuân Huy trong tháng 3 gãy súng đã nói giống nhau về con tàu và đón quân trễ 24 giờ so với lệnh hành quân của quân đoàn 1 tiền phương. 10:30 ngày 25 tháng 3 cho đến 10 giờ ngày 26 tháng 3 khiến nó trở thành cái quan tài sắt
chứa bao nhiêu xác người. Đó là hậu quả mà người dân thôn An Dương, Thuận An, Thừa Thiên Huế vừa cải táng nấm mồ tập thể của 132 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy không xác định được danh tánh nhưng phần lớn là thủy quân lục chiến. Còn bao nhiêu lần, 132 xác nữa vẫn còn nằm rải rác khắp đó đây dưới cát hoặc thủy triều kéo ra biển khơi. Từ 10 giờ sáng, con tàu đến trễ 24 tiếng đã mắc cạn biến thành con tàu ma, thì chẳng còn ma nào vào đón lữ đoàn 147 nữa. Họ phải làm gì đây? Trong cơn nắng hè giữa bãi cát, cả lữ đoàn đang chết khát giữa biển nước mênh mông. Đến 2 giờ chiều, tướng Lâm Quang Thi bay trực thăng ngoài biển khơi, gọi máy hỏi quân số dưới đất còn bao nhiêu. Thiếu tá Cang trả lời: ngoài 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, còn có các đơn vị bạc đi theo, tổng số khoảng 3.000. Vị tướng Tiền Phương hứa sẽ có tàu lớn vào đón và rồi ông bay đi. Đến 4 giờ chiều, tức 2 giờ sau lời ông tướng hứa, thì thiếu tá Phạm Cang, xử lý thường vụ lữ đoàn, nhận được lệnh từ tư lệnh phó thủy quân lục chiến rằng không còn tàu nào nữa. Kể từ 4 giờ chiều ngày 26 tháng 3, cả lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến coi như đã bị đưa ra pháp trường cát Thuận An. Trước mặt là biển Đông, sau lưng là đầm Thanh Lam, đầm Hà Trung, phía bắc là cửa Thuận An và phá Tam Giang, nam là cửa Tư Hiền. Giữa bãi cát mênh mông không nơi che giấu thì có thể làm gì được đây? Đã 6 giờ chiều, những người lính thủy quân lục chiến phải quyết định thật nhanh. Thiếu tá Phạm Cang cho họp các tiểu đoàn trưởng để đi đến một quyết định: tiếp tục đánh và đi về phía nam. Đi về cửa Tư Hiền, dù biết rằng không có cầu phao, nhưng hy vọng vào cái cầu bằng bọt nước, tức là hy vọng vào duyên đoàn 13 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải còn chấn giữ ở đây. Nhưng tất cả đúng là bọt nước, không tàu, không cẩu, không bạn, hết đạn, hết lương thực, hết nước, chỉ còn súng địch thì không tử trận cũng tự sát và bị bắt, còn ai thoát được. Trong một bài viết của vị tướng tư lệnh Tiền Phương, ông đã nói rằng đa số thủy quân lục chiến đã về tới Đà Nẵng. Xin thưa, chỉ duy nhất một gian vận đỉnh và đón thương binh lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 3, nhưng bị Việt Cộng bắn nên vội rút ra. Bác sĩ Phạm Vũ Bằng là người được lệnh ra đón thương binh, đã kể lại trong bài viết những người lính bị bỏ rơi, nói rõ con số. Bài này đã gửi tới cựu trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh Tiền Phương, có đoạn như sau: vào lúc 2 giờ chiều ngày 26 tháng 3, thì một chiếc giang vọng đỉnh từ từ cập bến Đà Nẵng. Khi bẩn tàu mở ra, tôi rất mừng vì thấy màu áo rằng ri quen thuộc. Đi đầu là mấy anh em khiêng xác của 3 tử sĩ, xác họ được gói kỹ trong những chiếc bông sô. Một trong 3 xác này là thiếu tá Nguyễn Chí Nam, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, sau đó là đại tá Nguyễn Thế Lương, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147. Ông bị thương ở chân, mặc dù được các quân y dìu xuống tận cầu tàu nhưng ông di chuyển rất khó khăn và đau đớn. Theo sau lữ đoàn trưởng là bác sĩ Râu, bác sĩ Khoa và toán y tá, cùng khoảng 100 thương binh, cuối cùng là khoảng 200 quân nhân thuộc các tiểu đoàn thủy quân lục chiến hiện đang bị kẹt lại tại bãi biển Thuận An. Tôi nhanh chóng phân loại các thương binh, rồi ra lệnh mang họ lên đoàn xe tải thương để về căn cứ non nước. Trên đây là ghi lại thật tóm tắt diễn biến xảy ra trên pháp trường cát Thuận An. Còn câu hỏi của nhà văn Huy Phương rằng, nếu có sự chỉ huy của giới chức có thẩm quyền, thì tình thế có thay đổi không? Vì Tế Nhị ông đã không hỏi đích danh thẩm quyền là ai, nhưng tôi có thể khẳng định thảm họa Thuận An không do cấp chỉ huy thủy quân lục chiến. Lữ đoàn trưởng bị thương đã có người thay thế, và các tiểu đoàn trưởng 3, 4, 5, 7, tiểu đoàn 2 pháo binh vẫn luôn sát cánh cùng thuộc cấp.
xin nghe tâm sự của Cao Xuân Huy về tiểu đoàn trưởng Đinh Long Thành của mình. Làm tiểu đoàn trưởng được mấy ngày thì chạy, chết mất tiểu đoàn phó, chết mất đại đội trưởng, banh luôn một đại đội cũng đang lên đên trên biển ngoài sự kiểm soát của ông. Vậy mà, ông vẫn chạy ngược, chạy xuôi, cố gắng tập trung, gom góp những thằng mang bản tên màu đỏ tiểu đoàn 4 để hướng dẫn, để biết tin tức, để khích lệ tinh thần. Ông đã không lợi dụng tình trạng tan rã của tiểu đoàn để bỏ trốn một mình. Phải chi quân đội chỉ có tin những cấp chỉ huy như thiếu tá Can, thiếu tá Thành. Trích trong tháng 3 gãy súng trang 93. Không chỉ có tiểu đoàn trưởng mà tiểu đoàn phó cũng thế. Phạm Can nói về tiểu đoàn phó Lê Quang Liễn, có em ruột đi theo anh nhưng bị tử thương như thế này. Khi một tàu vào gần bờ để bốc thương binh tử sĩ, thiếu tá Liễn ôm sát người em trai bơi ra tàu vừa kịp lúc tàu kéo bứng lên, nên cả hai anh em Liễn, người sống và người chết, nằm gọn trong tàu. Vừa khi tàu lui ra thì Liễn nhảy xuống biển, bơi lại vào bờ để tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội và rồi bị bắt cùng đồng đội. Gặp Liễn tôi hỏi, động cơ nào đã khiến anh hành động như thế? Thì Liễn nói, không có gì ghê gớm lắm đâu anh, đơn giản là các tiểu đoàn trưởng Phạm Can, Tiền, Sử, Thành còn trên bờ, lính tôi còn trên bờ, tôi phải trở lại để sống chết với anh em. Nếu bây giờ gặp hoàn cảnh như thế, tôi vẫn làm như thế. Những cán bộ nòng cốt của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến là như thế đó, nhưng không thể làm gì hơn, họ chỉ là bộ binh nói chung, không có quyền điều động tàu thủy và tàu bay, ngay cả đại tá, tư lệnh phó cũng phải than trời, kêu cứu tàu và bốc, nhưng mọi trả lời đều tuyệt vọng. Nên nhớ rằng, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến trực thuộc quyền điều động của tư lệnh quân đoàn 1 tiền phương, nằm ngoài thẩm quyền điều động của tư lệnh thủy quân lục chiến. Khi biết lữ đoàn 147 đang bị xa lầy, tư lệnh thủy quân lục chiến đành phải ra mật lệnh cứu nguy. Đại úy Nguyễn Quang Đan, chánh văn phòng của thiếu tướng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, gửi cho tôi một email nguyên văn như sau. Thưa niên trưởng, một buổi sáng tháng 3 1975, tôi đọc lệnh hành quân từ tướng Thi gửi xuống, tôi trình ngay lên thiếu tướng tư lệnh và xin ông đọc. Sau đó, thiếu tướng tư lệnh đi liên lạc với đại tá Trí tại trung tâm hành quân của sư đoàn. Ngày hôm sau, tôi lấy trực thăng bay ra Thuận An, đưa tận tay lá thư của thiếu tướng cho đại tá Lương, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, kèm theo lời dặn của thiếu tướng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến: tìm ra quốc lộ 1 mà đi. Nhưng tiếc thay, đã quá trễ để đại tá Lương đổi hướng ra quốc lộ 1. Lệnh rút theo bờ biển và tàu vào đón là ưu điểm, với điều kiện ắt có tàu và đủ điều kiện bắt cầu phao. Nếu không tàu, không cẩu thì lui binh theo đường bộ, dọc theo quốc lộ 1, dù cho có gặp nhiều khó khăn, dẫu có gặp địch kháng cự cũng không đến nỗi như đã bị dồn vào cửa tử Thuận An, vào thế bí như cái nhìn của tướng thủy quân lục chiến và nhiều cấp chỉ huy khác nữa. Tình thế chắc chắn sẽ khá hơn, tốt hơn, nếu không muốn nói là không xảy ra pháp trường cát. Nếu như tư lệnh quân đoàn 1 tiền phương ra lệnh được cho hải quân, cho tàu vào đón thủy quân lục chiến, lệnh cho không quân đưa máy bay lên yểm trợ hỏa lực ngăn chặn địch quân, cho trực thăng tải thương tiếp tế. Nhưng vì sao lại không có cái gì cả? Chuyện gì xảy ra giữa tướng tư lệnh tiền phương với tướng tư lệnh sư đoàn 1 không quân, với phó đề đốc tư lệnh hải quân vùng 1 Duyên Hải và cả với tướng tư lệnh quân đoàn 1? Đây chính là những giới chức có thẩm quyền quyết định để không xảy ra pháp trường cát. Trong lệnh rút quân của quân đoàn 1 tiền phương cho sư đoàn 1 bộ binh và lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến có nhấn mạnh, kế hoạch hỏa lực ngăn chặn phải được áp dụng tối đa trong khi các đơn vị rút quân. Đây là một điểm son trong lệnh hành quân của tướng tư lệnh quân đoàn 1 tiền phương,
nhất là hành quân lui binh. Lui binh nên pháo binh cũng lui, chỉ còn không quân và hải quân là hữu hiệu nhất, mà cả hai thành phần này chưa hề sức mẻ. Nhưng Uelope đánh đu, họ đi đâu cả rồi? Đà Nẵng có sân bay lớn, sư đoàn một không quân có nhiều trực thăng, thẩm quyền nào điều động họ đi đâu cho đến nỗi cần trực thăng để tiếp tế đàn, nước uống, thực phẩm cho lính ở bãi cát Thuận An mà không có? Đại úy Đan, chánh văn phòng và tiểu cần, âm thoại viên của tư lệnh thủy quân lục chiến đã phải dùng CNC của tư lệnh để tiếp tế vài thùng lương khô xuống cho anh em. Tiểu cần đã ghi lại trong bài tháng 3 buồn hiu. Một số anh em thuộc tiểu đoàn tổng hành dinh chất những thùng gạo sấy lên trực thăng CNC. Tôi phụ một tay để cố sắp xếp sao cho càng nhiều càng tốt, nhưng khoang tàu chỉ có sức chứa 10 thùng là tối đa. Vậy với chỉ một chiếc như thế này thì chở không được bao nhiêu, và phải bao nhiêu chuyến trong lúc hơn 3.000 người đang bụng không, bãi cát trống, Huế trước ngày di tản. Bay dọc theo bờ biển lên hướng Bắc, khi gần đến vị trí của lữ đoàn 147, thì phi công hỏi đại úy Đan kế hoạch tiếp tế những thùng gạo sấy này, thì anh Đan cho lệnh đáp xuống bãi cát. Anh em dưới đất phụ vào để giải tỏa rất nhanh cho trực thăng cất cánh làm chuyến khác. Qua chuyến thứ hai, theo tính toán của anh Đan và phi công, thì đáp và cất cánh tốn nhiều thời gian, nên các anh cho trực thăng bình phi cách mặt đất chừng 10 mét rồi chúng tôi xô các thùng gạo sấy xuống. Làm cách này rất nhanh, nhưng sau đó thì được biết một vài anh em bị thương vì thùng gạo rơi trúng người. Cao Xuân Huy đã ghi lại trường hợp tiếp tế này trong tháng 3 gãy súng. Một chiếc trực thăng từ phía biển bay vào, quần trên đầu chúng tôi rồi ném chừng một chục bao cát đựng gạo sấy và thịt hộp. Một sự hỗn loạn xảy ra, có một bao rơi trúng đầu làm bất tỉnh một người lính. Hải quân thì có đủ mọi tàu lớn nhỏ và các cấp thừa hành cũng sẵn sàng hy sinh cọc khổ cùng thủy quân lục chiến, nhưng họ có nhận được lệnh hay không? Lệnh ra có đúng lúc đúng chỗ hay không? Đón quân trên bờ mà cho tàu lớn đậu xa bờ 200 mét thì đón ai? Đón các thằng chỏng chăng? Trong khi nếu điều động đúng lúc, đúng chỗ, đúng loại là tàu há mồm thì hoàn tất kế hoạch chính xác, nhanh chóng, an toàn và thành công. Chỏng tức là người chết trôi. Duyên hải có tàu há mồm không? Thiếu tá Phạm Can viết: khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 3, trên tần số không lục tôi nhận ra tiếng người bạn cùng khóa, thiếu tá Trần Văn Thao, chỉ huy đoàn tàu quân vận, 5 chiếc quân vận đỉnh từ Đà Nẵng ra Thuận An để đón việc động quân, nhưng không thể nào liên lạc được. Anh hỏi tôi có thấy anh em mũ nâu không? Nhìn quanh tôi chỉ thấy vài anh thôi. Tôi cho Thao biết, Thao nói với Can: tôi sẽ đưa các bạn vào Đà Nẵng chuẩn bị và đánh dấu bãi Sóc. Đúng lúc đó thì Can nhận lệnh di chuyển về phía nam để gặp Long Mỹ, tức đại tá Nguyễn Thế Lương, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147, để vào Đà Nẵng bằng tàu 801. Nên Can cảm ơn Thao, còn Thao mang 5 tàu quân vận đỉnh đi đâu thì không ai biết. Trong khi đó thì lữ đoàn 147 ngồi chờ mãi đến 13 giờ mới có hải vận hạm lại đậu xa bờ, không cứu được ai. Tiểu đoàn 7 đã mất dịp quân vận đỉnh của thiếu tá Thao cứu. Điều này chứng tỏ lệnh cho tàu của hải quân và đón thủy quân lục chiến là một mớ bòng bong đến nỗi không ai hiểu nổi. Còn câu hỏi về hoạt động của thủy quân lục chiến vào những ngày cuối của cuộc chiến thì tôi xin trả lời thật vắn tắt như sau. Lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng 3, 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng cùng với Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó thủy quân lục chiến và quân nhân các cấp bơi ra tàu hải quân tại bãi biển thuộc căn cứ sân bay Non Nước, Đà Nẵng. Về đến Vũng Tàu thì đóng quân trong căn cứ cũ của quân đội Úc sát ngay bãi biển sau Vũng Tàu. Đồng thời, tư lệnh thủy quân lục chiến lại kiêm quân trấn trưởng Vũng Tàu,
kiểm soát mọi tàu thuyền. Phải nói thẳng rằng không có một đơn vị nào lại có điều kiện thuận lợi để ra đi như thủy quân lục chiến nếu muốn. Nhưng trong khi giới chức cao cấp tại Sài Gòn nhao nhao tìm trốn, thì thủy quân lục chiến lại tiếp tục lên đường chiến đấu, đánh từ Long Khánh, Long Thành, Long Bình, và cứ điểm tử thủ cuối cùng là căn cứ Sóng Thần, Thủ Đức, và rồi phải gãy súng theo lệnh tổng thống. Từ tư lệnh phó, các lữ đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, trưởng phòng, chỉ huy trưởng, trung tâm huấn luyện, các đại đội trưởng đều vào tù. Các trung tá Nguyễn Văn Diều, Nguyễn Đăng Tống, Huỳnh Văn Lượm, thiếu tá Trần Văn Hợp, vân vân đã tử nạn trong tù. Thưa quý độc giả, cực chẳng đã tôi mới phải cố gắng ghi lại ngắn gọn diễn tiến biến cố Thuận An để trả lời cho những vị có chồng, con, anh em mất tích tại đây vào những ngày cuối tháng 3 1975. Mỗi lần nghĩ đến là đầu tôi bốc khói khi nghĩ đến những người nằm trong những nấm mồ 132 bộ xương mà đồng bào thôn An Dương, Thuận An đã cải táng. Dẫu biết rằng thời thế thế thời phải thế, không xoay đổi được vận nước, nhưng nếu như quý thượng cấp có trách nhiệm điều quân khiển tướng làm việc cho những người lính chúng tôi, cùng lính chúng tôi chiến đấu, dẫu có thua thì đâu xảy ra những nấm mồ tập thể 132 bộ xương và còn bao nhiêu nữa đang nằm trong cát dưới đáy biển Thuận An và khắp mọi miền đất nước. Thưa quý vị có thân nhân nằm lại Thuận An, cũng như tôi các anh em nằm lại đó mà chưa tìm ra tung tích, thì hãy hãnh diện thay vì thương tiếc. Anh em họ sống chiến đấu bên nhau thì khi chết cũng nằm bên nhau, chung một nấm mồ tập thể ngay tại nơi họ đã chiến đấu. Chắc những anh binh đó cũng chẳng muốn xa lìa đồng đội để về nằm riêng lẻ một mình. Khi nhớ đến các anh lính đã hy sinh cho chúng ta được sống, lời cầu nguyện chung. Nếu ai còn nhớ đến các anh linh tử sĩ thì hãy nhớ đến họ bằng câu kinh tiếng kệ, cây nhang, bó hoa, vì lòng đóng góp cho chương trình thương phế binh của hội HO. Hãy tin tưởng rằng không ai trong chúng ta, con dân Việt Nam Cộng Hòa, dám tìm danh lợi chính xác chết trên các vết thương. Các anh sống khôn khi cầm súng chiến đấu thì thác cũng thiêng. Xin các anh phù hộ cho những người có tấm lòng, dù ở hải ngoại hay tại thôn An Dương, Thuận An, Huế. Quý vị vừa nghe lại hồi ký Hồn Hoang trên pháp trường cát hoàng hôn của cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Tô Văn Cấp, cựu sinh viên sĩ quan khóa 19 trường võ bị quốc gia Việt Nam.